trên đường Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3. Đây là chợ Tân Định nổi tiếng của Sài Gòn từ trước tới giờ. Đây là quán cháo ế Singapore ngay góc chợ Tân Định, ngay ngã ba Hai Bà Trưng với lại Nguyễn Hữu Cầu nha các bạn. Anh đầu bếp rất là tài năng, một lúc anh nấu tới 18 nồi lận. Các bạn có thể thấy nhìn tận mắt chứng kiến anh bỏ gia vị và nấu trực tiếp ếch tươi cho món cháo ếch Singapore trào lưu đang rất là hot, rất là ngon trong cái giới trẻ Sài Gòn. Trước em được chụp hình lên báo anh giờ bây giờ anh mới cười lên. Hồi trước em anh phụ bếp sẽ cầm gừng và hành tím và ớt sẽ bỏ vô những cái nồi mà đầu bếp đã chế sốt. Bạn có thể thấy đây là khay gia vị của bếp phụ và các bạn, gừng, ớt và hành tím. Đây, anh đang múc cháo từ trong cái một xô lớn. Đây là cháo được nấu sẵn để mang cho khách. Đây là ếch tươi khi đã được nấu chín rồi, đang mang cho khách các bạn. Rất là nóng. Em chào hai chị, cho em hỏi là hai chị ăn ở đây ở quán cháo ếch Singapore này lâu chưa? Khoảng bao lâu rồi? 2 năm rồi. À, một cái cháo ếch ở đây là giá nhiêu tiền ạ? 60.000 một phần hả? Hai con ếch trong một nồi là 60.000 một phần. Hai chị ăn ở đây so với giá ở mấy nơi khác là thấy thế nào ạ? Ở đây giá bằng nơi khác nhưng mà đây ngon hơn, đúng không? Hai chị cho em hỏi, hai chị ở xa đây không ạ? Em ở gần nhà. Là gần nhà mình luôn hả? Trời ơi, gần hèn chi ăn ngày nào cũng ăn. Bây giờ khách là tùy theo hàng, nhưng mà bữa nào cũng cháy hàng các bạn. Khách đông cực kỳ, liên tục. Các bạn có thể thấy đây. Liên tục bỏ thêm gia vị hoặc là những cái đồ nêm cần thiết cho một tô cháo ếch tươi. Rồi cái nào chín thì phụ bếp sẽ dùng một cái đồ cái ngàm để gấp ra. Đi ra hỏi thằng này. Đây là đầu bếp đang để mấy cái thố mà chứa cháo sẵn nấu sẵn này các bạn. Cái màu đen này là gì anh ạ? Mè đen. Là mè đen. Còn bên kia là sẽ là bếp nấu ếch tươi. Đó các bạn. Thank you.
đã quen với việc này đã vài năm rồi. Khách vẫn đang vô tấp nập các bạn. Phần ép được để sẵn ở trong một cái thùng xốp ướp đá để cho tôi. Đây là những cái nồi đó, đầu bếp phụ bếp đang bỏ những cái phần cho một nồi cháo ép ra khỏi bì vào nồi chuẩn bị sẵn cho đầu bếp nấu chín. Một phần như vậy sẽ là 2 con ép nha các bạn, một phần cháo ép Singapore sẽ là 2 con ép. Các bạn có thể thấy là một lúc đầu bếp và phụ bếp có thể nấu tới 18 nồi và sôi liên tục để cho kịp khách vì khách rất là đông. Đây là quán đang hot nhất ở khu vực chợ Tân Định các bạn. Nồi cháo sôi rất là sôi rồi và rất là nhiều nồi, nhưng mà đầu bếp nêm gia vị là không quên nồi nào các bạn. 18 nồi đều một vị hết và một đêm có thể là bán mấy trăm nồi các bạn. Các bạn có thể thấy là anh đầu bếp rất là trẻ, phụ bếp cũng rất là trẻ. Anh bếp trưởng ơi, cho em hỏi là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Từ 30 đến 2 giờ sáng. Mấy giờ ạ? Từ 30 đến 2 giờ sáng. Từ 7:30 tối tới 2 giờ sáng ạ. Đồ 23 3 cháo đồ 23. Một nồi vậy là giá bao nhiêu tiền anh ha? Nồi vậy là 60 ngàn các bạn. 2 con. 2 con ghế tươi trong một nồi. Đây là nhân viên của quán đang sắp xếp để đưa cháo ếch về cho khách. Bạn thấy rất là đông rồi. Cái này là bao nhiêu phần mang về đây anh? 4 phần. Ăn sao để dư quá trời vậy trời. Anh chị ơi, cho em hỏi là mấy chị có hay ghé đây không? Ghé đây bao lâu rồi ạ? Thường xuyên. Thường xuyên như khoảng bao nhiêu năm rồi? 3 năm. Mấy tháng rồi? Này chị ơi, nhiều quá không nhớ hết. Chị thấy giá ở đây thế nào ạ? Quá rẻ. Mùi vị cháo ếch ở đây so với nơi khác như thế nào ạ? Rẻ và ngon. Ngon à? Rồi, em cảm ơn mấy chị nhiều. Thì các bạn, rất là đông mấy các bạn trẻ. Đây nè, con ăn cháo ếch con thấy ngon không? Con ăn được mấy tô? Một tô mấy hả? Thôi đây, các bạn thấy rất là đông các bạn trẻ Sài Gòn. Đây, phụ bếp đang lấy những cái phần ếch được để sẵn trong bì cho vô trong nồi để đem ra cho đầu bếp chính. Một phần là 2 con nha các bạn, rất là nhiều. 2 con. Thank you.
cháu ít mang về. Các bạn có thể thấy cái bàn trẻ ăn cháo ếch đi rất là đông. Rất là đông mọi người cùng sở thích cháo ếch Singapore. Có thể ăn kèm bánh mì hoặc là cháo các bạn. Đây, như các bạn bên phía này là đã full luôn rồi. Đường Nguyễn Hữu Cầu ngay góc ngã ba với lại Hai Bà Trưng. Đây là quán cháo ếch Singapore. Các bạn có thể thấy là các bạn trẻ đang chờ ăn rất là nhiều. Cái xe trái cây quẩy ngoại cho nè. Đúng vậy. Xe vô chợ nha rồi. Buôn khách liên tục. Một loại duy nhất thôi. Đất ơi. Đúng rồi, một loại cho ớt duy nhất thôi. Đó, ngồi chen chúc nhau. Nhưng mà rất là ngăn nắp, rất là gọn gàng. Đó, xíu lại được phần này nha. Nha. Nước sạp nha, uống lên nước sạp nha. Đây là khách đang chờ mua về tại quán cháo ếch Singapore. Chị ơi, chị có hay mua ở đây không ạ? Có ạ. Chị ở xa đây không? Em ở Tân Bình. Tân Bình chạy đến đây mua cháo ếch luôn à? Khách em tối nào cũng ăn hết. Dạ. Chị biết quán này bao lâu rồi ạ? Mấy năm. Quán 2 năm. Chị biết mấy năm rồi ạ? Em có thể mới vô làm. À, chị thấy cháo ếch ở đây so với cháo ếch chỗ khác thế nào? Ngon nhất à? Giá thì thấy thế nào? 160.000 một phần. Rẻ hay là vừa hay là mắc? Rồi em cảm ơn chị ạ. Những động tác bỏ gia vị, bỏ những thành phần không thể thiếu vào trong bếp. Và sẽ có một cái kẹp. Đầu bếp sẽ kẹp ra và đem bỏ thêm những gia vị cần thiết vào để đem ra cho các bạn có thể thấy đó. 4 cháu, 2 cháu. Đây chúng ta đang đứng bên hông quán cháo ếch Singapore. Anh đầu bếp rất là tài năng. Có thể nấu được 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, có thể là 20 nồi. Anh đang cho gia vị vô trong nồi cháo ếch. Anh ơi, một lần nấu anh nấu có thể được bao nhiêu nồi ạ? 18 nồi hả anh? Đây anh làm rất là nhanh. Các bạn có thể thấy. Chúng ta đang chờ ai về các bạn. Những nồi cháo sôi nguồn nguồn rồi. Các bạn có thể thấy. Đây là phù bếp đang cho gia vị ớt và cả hành tím và gừng vào trong nồi cháo Singapore. Bạn đang chờ thức ăn ra, bạn đang chờ cháo ếch. Và đây cái đồ hot và cái đồ đông khách của quán này là gọi là nhiều quán thèm muốn các bạn. Bạn có thể thấy đó, rất là đông các bạn trẻ, trào lưu rất là mạnh.